dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Em xin tuổi nào còn tuổi nào chốn nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che giấu lệ nhòa, ôi buồn tuổi nào ngồi khóc tình đã. Em vừa test một đoạn cho các anh nghe thử với đôi cổ loa Fortech 203. Đôi cổ nó rất là nặng các anh ạ. Đáng nhẽ là loa sẽ rất là ngon nhưng mà lại gặp một chút sự cố khiến cho em bay luôn mấy triệu các anh nhá. Thì hôm nay cũng xin phép là thanh lý cặp loa toàn giải 203 cho anh nào không quá quan trọng về hình thức thì chơi nhá. Một chiếc loa đã rất là nặng rồi. Thật sự là đôi này rất là đau lòng. Đó, các anh có thể nhìn nặng 2,3 cân. 2,3 cân một chiếc. Loa phải nói là rất là nặng các anh ạ. Bát nếu mà tính cả vành nó vào tầm khoảng 20,6. Thì hôm trước thì cái gân loa này đã khá là cứng. Thường thì những cái dòng loa này sớm muộn gì sau này nó cũng sẽ bị cứng cái gân vải các anh nhé. Thì em đã phải đặt mua cái gân vải khác đúng như là gân xịn, và cũng đã tẩm dầu đầy đủ như xịn các anh nhé. Bây giờ gân mềm nhũn đánh rất là tốt, rất là hay, phải nói là được 99% như là gân lúc đầu. Thì em đã mất thêm 500.000 nữa để cho được cặp gân tốt này. Thì trong lúc đợi chờ gân thì lại làm rách mất một bên chiếc loa các anh ạ. Thật là đáng tiếc. Em làm rơi điện thoại vào nên là đã có vết rách như hình đây, như các anh đang nhìn thấy. Thật sự là em đã xử lý rồi, thế nhưng mà hình thức của nó thì không còn được đẹp như lúc đầu nữa. Đã dán keo thực tế mọi cái rất là chắc chắn rồi các anh nhá. Yên tâm, nếu mà là chơi thì em xin khẳng định rằng là không ảnh hưởng vấn đề gì hết. Chơi chuẩn chỉ, nhẹn nhiếc thì nhẹn rất lớn mà vẫn còn zin hết nhá. Chỉ có vấn đề về màng loa thì nó đã rất là mất thẩm mỹ rồi. Anh nào mà chơi mà không quá cầu kỳ hay là đậy cái ê căng và căng cái màng vải ở phía đằng trước này thì vẫn chơi ok, không vấn đề gì nhá. Các anh có thể nhìn cái nam châm rất là lớn, loa rất lớn, nam châm rất lớn, một cặp cả đóng gói nó phải rơi vào tầm khoảng 5 cân các anh ạ. Với một cặp loa cổ loa không thì như thế này đã rất là nặng rồi, cầm một tay thì cũng cảm thấy khá là nặng. Cổ nam châm siêu khủng, loa rất là tốt, tiếng hay như các anh đã vừa nghe. Còn giá thành thì nếu mà một cặp loa đẹp nó sẽ rơi vào khoảng 6 đến 8 triệu, nhưng vì
sự cố mà em xảy ra như vậy thì em sẽ thanh lý với loa với giá là 3,2 triệu các anh nhé. 3,2 triệu coi như gỡ được chút nào thì tốt chút đấy thôi. Gỡ được tí nào thì hay tí đấy các anh ạ. Rất là buồn. Các anh cần chơi thì liên hệ với em, số điện thoại 086-688-0998. Cặp này để ngoài chơi hay là ván hở hay là lên thùng thì đều ok các anh nhé. Tiếng thì không phải bàn rồi, này rất là ấn tượng, rất là hay. Thì em xin nhắc lại là xin thanh lý với giá là 3,2 triệu. Còn các anh có nhu cầu chơi hay cần em hỗ trợ thêm gì cứ vui lòng liên hệ với em để được em hỗ trợ nhé. Đã xả rồi thì không tính toán nhiều nữa đâu. Cảm ơn các anh quan tâm nhé. Test một tí nữa cho nó vui vẻ, sau đấy là em sẽ dừng clip ở đây. Được khóc cô đơn ôi thân phận.